lưng một mình cho tất cả các em. Sau 2 ngày nghiên cứu thì cuối cùng chị cũng đã tìm được cách ăn mì trượt nước. Đầu tiên, để ăn được mì trượt nước thì chúng ta cần phải chuẩn bị một ly mì. Một ly mì này là ly mì Hảo Hảo, chắc là các em cũng khá là quen thuộc đúng không? Tại vì hồi bé chị cực kỳ thích ăn mì này luôn. Tiếp theo là một cái khay như thế này. Chị thấy rằng có người họ đã cho đá vào trong đây để làm mì lạnh, nhưng mà chị thì thích ăn món trắng miệng rau câu, cho nên đổ rau câu vào đây rồi các em ạ. Bây giờ nó đã cứng ngắc rồi. Chúng ta thay vì đổ nước lã như hôm trước mà chị đã đổ thì chúng ta phải đổ nước đã đun sôi để nguội, hoặc là nước uống được luôn. Tại vì sau khi mà chúng ta cho mì vào đây thì nước sẽ ngấm vào mì. Nếu mà chúng ta đổ nước lã thì ăn vào sẽ bị đau bụng đấy. Đầu tiên chị cần phải pha mì này đã. Thay vì chúng ta sẽ pha mì như bình thường thì lần này chị sẽ pha mì cái để riêng này, nước để riêng này. Sợi mì thì chị sẽ cho vào trong đây. Ô, mì này không thể nào lấy ra được. Wow, hóa ra ở dưới này rỗng các em ạ. Chị tưởng ly mì được nhiều lắm, hóa ra nó được tí xíu thôi, thế này thôi. Nhưng mà chị nghĩ như thế này thì chị cũng ăn đủ rồi. Chị cần phải đổ hành vào đây. Cho gói súp lại vào trong mì ly. Mùi thơm quen thuộc quá các em ạ. Dù bây giờ là chị đã ăn rất là nhiều các loại mì khác nhau, như là mì Nhật Bản, mì Hàn Quốc, nhưng mà chị vẫn thấy rằng loại mùi hương của mì Hảo Hảo này vô cùng hấp dẫn luôn. Một điều mà chị không thích ở mì Hảo Hảo là sợi mì quá là mềm. Nếu mà để lâu thì sợi mì sẽ không còn ngon nữa và nó sẽ bị nhũn. Và nó cũng có rất là nhiều dầu luôn. Khi mà chúng ta pha mì như thế này, mặc dù lúc đầu chỉ cho mỗi vắt mì vào không, mà bây giờ đã có nhiều dầu rồi này các em. Đây là chiếc máy của chúng ta. Bây giờ chị sẽ bật nút. Wow, nước chảy ra liền các em ạ. Đầu thì chị nghĩ rằng chúng ta sẽ cho nước dùng mì vào đây, sau đó để nó bơm lên. Nhưng sau khi xem video của những người Nhật Bản thì chị phát hiện rằng người ta không cho nước dùng mì vào đây các em ạ. Nước dùng mì sẽ được để trong một cái bát riêng như thế này. Sau khi gắp được mì thì chúng ta sẽ nhúng vào đây và ăn. Bây giờ chị sẽ làm thử một cái trước. Vậy là chị ăn vẫn chưa giỏi lắm rồi. Sau đó chúng ta sẽ nhúng vào đây. Ngon tuyệt vời luôn. Như thế này thì khi mà chúng ta ăn mì bị chậm, chúng ta cũng không sợ rằng nó sẽ bị trương và nở ra, làm sợi mì mất ngon. Ăn như thế này thì sợi mì lúc nào cũng sẽ dai và giòn hết. Nếu mà cho thêm một ít đá vào đây nữa thì nước này sẽ rất là lạnh và sợi mì sẽ giòn. Ui, cực kỳ ngon. Giờ chị sẽ bỏ ngay trên này luôn. Vẫn chưa đầy gáo nước. Khi nào đầy gáo nước thì nó mới đổ nước xuống và mì mới bắt đầu trôi. Đổ rồi. Chị phải ăn không là mì trôi xuống mất. Vẫn bị trôi mì. Nhúng vào đây. Chị nghĩ rằng mình nên ăn bằng đũa. Nếu mà ăn bằng đũa thì gắp mì sẽ chuẩn hơn. Chị sẽ đổi sang dùng đũa. Lần này chị sẽ bắt được em nha mì. Vẫn bị trôi xuống dưới, chán thật. Thôi thì chị sẽ bắt được em này trong đây thôi. Ăn kiểu này ngon
tuyệt các em ạ. Vừa ngon vừa vui nữa. Tuy nhiên có một điều hơi bất tiện một tí xíu là nãy giờ chị đứng ăn không à. Tại vì nếu mà chị ngồi ăn thì chị gắp mì sẽ không chuẩn xác, nên chị phải đứng ăn. Ngày xưa thì chị ăn mì chị thấy nó rất là nhanh hết. Nhưng mà Rồi. Thấy chưa, chị đã gắp được em nha mì. Giờ chị đã có kinh nghiệm gắp rồi. Chúng ta sẽ gắp ở bên trên trước, sau đó còn phần nào thì chúng ta sẽ gắp ở phía dưới. Ok. Hãy nhìn chị đây. Như vậy thì phải có khả năng ăn rất là nhanh. Đúng thế. 3, 2, rồi. Trong lúc nó đang nạp nước thì chị sẽ chuẩn bị tinh thần. Rồi. Chị sẽ ăn lại. Nhưng mà chị tin chắc là nếu mà chơi trò thách ăn mì với anh Tiểu Bảo Thúi thì chị sẽ thắng. Bởi vì sao? Anh ấy ăn rất là chậm. Chị mới là thần ăn. Đây. Đồ ăn tham. Ăn tham cũng là một nghệ thuật. Đâu phải ai muốn ăn tham cũng ăn được đâu, đúng không em? Có những người thì nhìn thấy cơm thôi là đã thấy chán rồi. Hãy đợi đấy. Yeah. Chị sẽ kéo lên đây và ăn lại. Bây giờ chơi chỉ được bắt ở dưới thôi. Sau vạch này. Sau vạch đấy á? Đúng rồi. Ok. Chị đang chuẩn bị tinh thần em ạ. À đúng rồi, người ta làm cái này như là để làm giới hạn bắt mì thì phải. Đồ đồ, thấy chưa? Uống quá em ạ. Mì cực kỳ ngon luôn. Bởi vì mì rất là dai, rất là giòn. Và cũng rất là thơm nữa. Chị không hiểu tại sao ăn mì theo kiểu này lại ngon đến vậy. Nếu mà hôm sau chị chơi với anh Tiểu Bảo, chị cam đoan là chị sẽ là người thắng. Rồi, hãy đợi đấy nhá. Sắp đầy rồi, em nhìn này. Sắp đổ này. 3, 2, 1. Bắt đầu. Cuộc chiến bắt đầu. Rồi. Ta-da. Đấy chứ. Bây giờ nếu mà chị nhấc lên thì sẽ có 1 đến 2 sợi mì bị rớt ở đây. Không được à? Đồ ăn tham. Thời gian. Bây giờ tay không được chuẩn bị tư thế sẵn. Tay không được chuẩn bị sẵn, có nghĩa là phải để xa ra. Xa ra đúng không? Đúng rồi. Nước bơm lên hơi bị ít thì phải. Có khi là tại vì chúng ta đã cho quá ít nước vào. Lúc nãy chị thấy nhiều nước lắm. Tuy nhiên sau khi mà chúng ta bật nút bơm thì ở đây nó sẽ phân bố nước cho cái dòng này và nước sẽ trở nên ít đi. Chị chậm như thế này thì cho chị chuẩn bị tinh thần được. Ăn mì là một nghệ thuật. Và người ăn mì là một nghệ sĩ các em ạ. Và như chị đây cũng chính là một nghệ sĩ. Rớt mất rồi. Ai bảo mày nói. Mất ăn rồi. Thì chúng ta sẽ ăn lại. Ở đây thì chị còn khoảng được 2 miếng mì nữa. Chị sẽ không cho anh Tiểu Bảo ăn đâu. Rồi. Chị không chuẩn bị nha. 3, 2, 1. Thấy chưa?
Anh bịa vào thấy chưa? Vẫn bị rớt. Hình như là tại mì này nó quá là bị vụn ra cho nên mới bị rớt như vậy. Chứ nếu mà một sợi mì dài thì chị chỉ cần gắp được một sợi thôi là chắc chắn là tất cả phần còn lại sẽ rớt vào trong miệng chị. Dưới đây là tổng số mì mà chị đã bỏ lỡ các em ạ. Khá là nhiều, tuy nhiên không sao. Tí nữa, nhân lúc anh Tiểu bảo không để ý thì chị sẽ lấy ra bạn hết. Đã có một bữa ăn no nê rồi thì bây giờ chị sẽ ăn tráng miệng. Tráng miệng thì chị cũng sẽ để trôi ở đây luôn. Một cái bánh donut này. Chị rất là thích ăn cái miếng rau câu này bởi vì nó chạy rất là chậm. Đó. Ồ, nó lại còn bị mắc ở đây nữa. Đúng là nó yêu thương chị hơn là mì mà. Đây. Đó, chị thích những gì chạy chậm như thế này. Cực kỳ ngon luôn. Thêm một em cá heo. Đúng rồi, tại vì em ấy là cá, còn bánh donut thì không thể nào bơi nhanh được. Nhưng mà để ăn một em cá heo thì hơi bị tội nghiệp nhỉ. Thôi để anh ăn đi. Thôi, chị không nỡ để anh Tiểu bảo là người xấu, chị sẽ là người xấu ạ. Chị nói là không để cho anh Tiểu bảo ăn thôi. Chứ chị là một người cực kỳ tốt bụng. Chị sẽ nhường cho anh Tiểu bảo 1, 2, 3 cái bánh. Chị cũng sẽ chỉ ăn thêm một cái này nữa thôi. Còn số mì tôm này chị sẽ cho anh Tiểu bảo ăn hết luôn. Không ăn thì thôi anh à. Chị sẽ ăn hết vậy. Để lên đi ăn. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ ơn mền nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em những lần sau.